Dạ, con chào thầy và các bạn. Con tên là Hoàng Trần Nhật Minh, học lớp 4C. Và hôm nay con sẽ thực hiện một dự án là ứng dụng học tập dành cho những em nhỏ. Con sẽ chơi thử. Đầu tiên khi vào là và Doraemon sẽ nói là xin chào các bạn, mình là mèo máy Doraemon và hãy giúp Nobita chinh phục đỉnh Olympia nhé. Khi Nobita trả lời đúng thì Doraemon sẽ nói là đúng rồi, còn khi trả lời sai Doraemon sẽ nói là sai rồi. Và khi mà Nobita tới đỉnh núi thì sẽ trong dự án này thì con thích nhất là nhân vật Doraemon, là bởi vì Doraemon Bởi vì là nhân vật Doraemon có thể đưa ra được các cái câu hỏi cho cái nhân vật di chuyển là Nobita, đúng không con? Dạ vâng. Ừ, rồi. Và con đã gặp rất nhiều khó khăn là khi mà con bắt đầu chương trình thì cái thời gian nó không chạy được thầy. Ừ, trời. Và trong tương lai thì con sẽ cho thêm nhiều câu hỏi khá khó hơn à. Bài thuyết trình của con đến đây là kết thúc. Con mời thầy và các bạn nhận xét. Rồi, cảm ơn bạn Nhật Minh. Chúng ta vừa được nghe bạn Nhật Minh chia sẻ về dự án của mình. Rồi, thầy mời Thanh Trúc chia sẻ về dự án của Nhật Minh nào.
Thưa thầy, là con thấy dự án của bạn rất là tốt rồi, nhưng mà con gợi với bạn là khi trả lời sai thì bạn nên để cái nhạc nó nhẹ hơn một chút ạ. À, để nhạc nhẽo một chút đúng không? Rồi, cảm ơn ý kiến của Thanh Trúc. Thầy mời bạn Thanh Tùng nào. Con cũng đồng ý với bạn chút, nhưng mà con không cần nhớ với bạn là bạn nên đổi âm thanh sai thì để Tiếng của Thanh Tùng nhỏ quá, thầy chưa nghe được. con cũng giống ý kiến của Thanh Trúc, bạn ấy nên đổi âm thanh đi, tại vì con nghe thấy âm thanh đấy hơi kinh dị. Hơi to đúng không? Rồi, thầy mời bạn Thùy Anh nào. Là con thấy bạn thuyết trình hơi hơi rụt rè xíu. Hơi rụt rè một xíu đúng không? Rồi, à, Nhật Minh có thể bấm vào lá cờ xanh để quay trở lại cái giao diện chính của chương trình được không? Rồi, vừa rồi thì chúng ta đã được nghe bạn Nhật Minh thuyết trình về cái phần dự án đường lên đỉnh Olympia của mình. Rồi, con bấm vào lá cờ xanh đi. Rồi, Thảo có chia sẻ về cái dự án của Nhật Minh như sau. Thứ nhất, về cái phần các bước thuyết trình thì về cơ bản là Nhật Minh đã nêu được đầy đủ các cái bước thuyết trình theo yêu cầu. À, cái thứ hai đó là về cái kỹ năng thuyết trình. À, thì Nhật Minh cũng đã tham gia một vài cái lớp đã được thuyết trình rồi. Thế tuy nhiên thì thầy góp ý đó là Nhật Minh cần phải mạnh dạn hơn. Đó, con nên mạnh dạn hơn một chút trước đông người nha. Để mình có thể tự tin chia sẻ, mình làm cái dự án của mình cũng tốt rồi. Vì vậy nên mình sẽ tự tin lên để mình chia sẻ để các bạn có thể hiểu về cái phần dự án của mình hơn. Nhật Minh hiểu chưa? Đó, thì con sẽ cần cố gắng đó là mình chưa quen thuyết trình thì mình về nhà mình tự thuyết trình, mình tự mở dự án ra, mình tự thuyết trình một mình ở nhà nhiều lần đi. À, thì như vậy thì mình sẽ có cái kỹ năng thuyết trình nó sẽ tự tin hơn. Và chú ý đó là khi mình chia sẻ thì mình sẽ nói to hơn một chút xíu nữa, Nhật Minh nha. Rồi, như hôm nay là Nhật Minh cũng đã có cái sự tiến bộ khá là nhiều rồi so với cái phần dự án trước. Rồi, đánh giá thứ hai về phần dự án. Rồi, con bấm vào lá cờ xanh test lại thấy xem nào, bấm vào lá cờ xanh để chạy chương trình đi. Nhưng mà con bấm thì nó vẫn ở cái phong nền như thế này. À, nó không đổi phần phông nền. Rồi, ok. Rồi, ở cái phần dự án của Nhật Minh. Rồi. Ở cái phần dự án của Nhật Minh thì Thảo góp ý một chút. À, đó là ở đây thì cái phần đồ họa của con thì thiết kế cũng khá là ổn rồi. Không có vấn đề gì. Đó, tuy nhiên thì nếu như có thêm thời gian thì con có thể trang trí thêm cho phần dự án của mình. À, phần thứ hai đó là cái phần trải nghiệm cái dự án của Nhật Minh thì nó có trục trặc một chút. Ở đây đó là về cái thời gian của con nó đang không chạy được là bởi vì sao? Bởi vì là ở đây của con là khi nhận tin bắt đầu thì nó mới đếm ngược cái thời gian. Thế tuy nhiên ở đây của con chưa có khối lệnh đó là phát tin bắt đầu, thì con sẽ bổ sung cái đó thêm khối lệnh phát tin bắt đầu vào dưới này, bên dưới khối lệnh nói này nhé. À, thì con sẽ phải có cái khối lệnh phát tin bắt đầu. Thì vậy khi nó có cái khối lệnh phát tin thì bên này nó mới nhận được tin thì thời gian nó mới đếm được, thì con bổ sung thêm khối lệnh phát tin bắt đầu đó vào đấy là được, được chưa? Đó, phần thứ hai đó là khi con bấm lá cờ xanh nó chưa đổi về cái phông nền thì con phải chọn cái chương trình đó là khi bấm vào lá cờ xanh thì sẽ chuyển sang cái phông nền chính đó của con chưa có cái khối lệnh đó, bởi vì con sử dụng đổi phông nền khi kết thúc chương trình, thì con bổ sung đó là khi bấm vào lá cờ xanh thì sẽ đổi phông nền thành, con chọn cái phông nền nào là phông nền chính. Được chưa? Phần thứ hai là cái nhân vật Nobita của con nó đang bị ẩn đi thì con cũng sẽ chọn đó là khi bấm vào lá cờ xanh thì cái nhân vật Nobita nó sẽ hiện trở lại, được chưa? Và khi bấm vào lá cờ xanh thì cái chữ win này của con này nó cũng sẽ phải ẩn đi. Đây là cái chức năng con phát triển thêm cho cái chương trình của mình. Thế tuy nhiên là khi mà mình lập trình cái từ win nó xuất hiện thì ở đấy thì nó sẽ xuất hiện ở đây, nhưng con sẽ phải bổ sung đó là khi bấm lá cờ xanh thì cái từ win này nó phải, nhân vật win nó phải ẩn đi, đồng thời là khi bấm lá cờ xanh thì nhân vật Nobita của con nó sẽ phải hiện lên nhá. Đó, thì con khắc phục những cái lỗi đó thì những cái lỗi này của con nó sẽ hết và sẽ không bị nữa, được chưa? À, về cái tiếp theo đó là về cái phần kỹ thuật lập trình thì thầy giáo vừa hướng dẫn Nhật Minh để khắc phục cái lỗi đó rồi. Về cái phần sáng tạo thì theo thấy là Nhật Minh ở đây cũng sáng tạo được đổi cái phần phông nền cho cái phần chương trình khi kết thúc chương trình, à cũng khá là tốt, và con cũng đã sáng tạo được cái phần âm thanh khi trả lời sai đó. Thì tất nhiên là muốn một ý của Nhật Minh khả năng là khi sai thì sẽ phát ra một cái âm thanh nó hơi buồn một chút đúng không, cho nên con để cái âm thanh nó vang lên như vậy. Rồi, mỗi bạn thì có một cái sở thích, rồi tôn trọng cái sở thích đó của bạn, được chưa?
Rồi, đánh giá chung cái dự án của Nhật Minh thì phần thuyết trình, các bước thì tốt nhưng mà cần mạnh dạn tự tin hơn nhá. Về phần dự án thì có bị lỗi một chút xíu thì thầy giáo đã hướng dẫn Nhật Minh rồi. Nhật Minh có thể về nhà hoàn thiện chỉnh sửa. Nếu như mà còn gặp khó khăn mà chưa xử lý được thì có thể nhắn để thầy hỗ trợ thêm cho Nhật Minh nhá. Rồi, cảm ơn Nhật Minh đã chia sẻ với thầy và các bạn một dự án cũng khá là tốt. Rồi, cảm ơn Nhật Minh.